Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trên bóng đá 24 giờ TV để cùng nhau cập nhật những tin tức nóng hổi nhất có trong 24 giờ qua của làng Túc Cầu. Mong rằng các bạn sẽ có những giây phút thật vui vẻ khi theo dõi bản tin ngày hôm nay nhé. Các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và chuông thông báo để luôn luôn được cập nhật nhanh nhất những thông tin hấp dẫn đến từ chúng mình nhé. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Malaysia lộ điểm yếu, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe khó thắng tuyển Việt Nam chia sẻ trước trận, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe cho rằng đội tuyển Việt Nam không thay đổi cấu trúc đội hình, nhân sự trụ cột và cách thi đấu nên Malaysia sẽ tìm cách hóa giải. Tuy nhiên ở chiều ngược lại, đội bóng của huấn luyện viên Tan Cheng Hoe cũng có không ít vấn đề liên quan đến tâm lý và chất lượng chơi bóng. Điểm yếu của Malaysia đã lộ rõ trong hai năm qua. Đây là cơ sở để huấn luyện viên Park Hang Seo cùng các cộng sự lên sách lược đối phó nhằm lấy chọn ba điểm ở trận đấu tới. Yếu bóng vía sân khách. Malaysia sở hữu sân Bukit Jalil với sức chứa 87.411 chỗ ngồi. Sân bóng được thiết kế kiểu mái vòm giống sân Signal Iduna Park của Borussia Dortmund với mục tiêu khuếch đại âm thanh cổ vũ. Nhờ sức chứa đông đảo cùng đội nhiệt của cổ động viên Malaysia, Bukit Jalil được mệnh danh là Santiago Bernabeu của Đông Nam Á. Mọi đối thủ chơi ở sân bóng này đều phải chịu sức ép khủng khiếp. Ở Bukit Jalil, Malaysia luôn thi đấu thăng hoa và có thể chấn áp nhiều đối thủ mạnh. Dù vậy, rời xa tổ ấm, Harimau Malaya vẫn hiện nguyên hình là đội bóng tầm thường, yếu bóng vía và dễ thua trên sân khách. Tính từ ngày 26 tháng 11 năm 2016 đến nay, Malaysia thi đấu 14 trận sân khách hoặc sân trung lập ở các giải chính thức với thành tích là thắng 4 hòa 2 thua 8. Tỷ lệ chiến thắng của thầy chó luyện viên Tan Cheng Hoe khi thi đấu xa nhà là 28,5%, kém xa các đối thủ cùng bảng như UAE, Thái Lan và Việt Nam. Ở vòng loại World Cup 2022, Malaysia mới thắng một trận sân khách, đó là trận thắng 3-2 trên sân Gelora Bungkano của Indonesia đang chìm trong khủng hoảng. Nhìn rộng ra Malaysia chỉ thắng Indonesia, Đông Timor, Afghanistan và Campuchia trên sân khách trong 5 năm qua. Đây đều là những đối thủ yếu hoặc đang trong giai đoạn khó khăn. Hai trận sân khách của Malaysia còn lại ở vòng loại kết thúc với tỷ số thua 0-1 trước Việt Nam và 0-4 trước UAE. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, Malaysia có 3 lần đọ sức với tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình và thua cả 3 trận, không ghi được bàn thắng nào. Theo lịch ban đầu, tuyển Việt Nam sẽ phải hành quân đến chảo lửa Bukit Jalil của Malaysia vào ngày 31 tháng 3 năm 2020. Song dịch Covid-19 khiến giải đấu tạm hoãn và đổi thể thức thi đấu sang sân trung lập. Không còn khán giả phía sau, Malaysia thi đấu rất kém hiệu quả. Đây là cơ sở để tuyển Việt Nam trông đợi vào chiến thắng. Tâm lý và kỷ luật chiến thuật Chuyên gia Sepp Bisai của bóng đá Đông Nam Á đánh giá, Malaysia dễ sụp đổ trước áp lực. Ở hai trận sân khách gần nhất, Malaysia toàn thua khi bị dẫn trước. Đội bóng của Tan Che Hoe không còn là tập thể cứng đầu như tại AFF Cup năm 2018. Thất bại của Malaysia đến từ hai khía cạnh, tâm lý và kỷ luật chiến thuật. Sau trận thua 0-4 trước UAE, dàn sao nhập tịch của Malaysia như Liridon Knasniki, Guilherme de Paula bị chỉ trích thi đấu hời hợt thiếu công hiến. Theo chuyên gia Phan Anh Tú, Malaysia chỉ duy trì tính chiến đấu trước UAE trong hiệp 1. Khi đội bóng Tây Á ghi bàn thứ hai, Malaysia sụp đổ hoàn toàn, rồi thủng lưới thêm hai bàn ở phút bù giờ. Ở trận gặp Việt Nam lượt đi, Malaysia phản kháng yếu ớt sau bàn thua. Nhìn chung là Malaysia ở vòng loại World Cup không phải đội tuyển được đánh giá cao ở tính phản kháng, nhất là khi không được thi đấu trên sân nhà. Song đây không phải là cuộc chiến tâm lý, Chuyên gia Sepi Sai đánh giá các cầu thủ, đặc biệt là dàn sao nhập tịch thi đấu không ăn nhập với hệ thống chung. Ông cho rằng De Paula chỉ có mặt trên sân cho đủ chỗ, còn Krasniki không có tư duy kỷ luật chiến thuật, thường di chuyển sai vị trí, đá tùy hứng khiến lối đá của Malaysia rơi vào bế tắc. Malaysia từng có giai đoạn ổn định từ ngày 23 tháng 3 năm 2019 đến trước khi chiến dịch vòng loại tái khởi động, Malaysia thắng 9 trên 13 trận. Harimau Malaya cũng vượt qua Thái Lan để về nhì tại AFF Cup năm 2018. Thành công của Malaysia gắn liền với lứa trẻ đầy tài năng. Từng đánh bại Olympic Hàn Quốc ở ASIA 2018 kết hợp với dàn cầu thủ mã kiều đẳng cấp. Tuy nhiên, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe lại gạt bỏ nhiều cầu thủ đang chơi tốt như Siami Safari, Siafip Ahmad để nhường chỗ cho The Paula Krasniki. Quyết định có phần vội vàng của ông Tan khiến Malaysia rơi vào thế tiến thoái lưỡng nàn. Các cầu thủ nhập tịch không có thời gian thích nghi, còn dàn sao trẻ chung, giàu khát vọng phải ngồi ngoài nếu tan che hoe không thay đổi malaysia có thể tiếp tục trình diễn bộ mặt bế tắc vô kỷ luật đội bóng lỏng lẻo trong khâu tổ chức lại bị đặt vào thế phải dồn lên luôn là đối thủ ngon ăn của tuyển việt nam của huấn luyện viên park hang seo nhấn lại phòng ngự và tổ chức tốt các pha phản công, Nguyễn Văn Toàn cùng đồng đội có nhiều cơ hội chiến thắng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của bóng đá 24 giờ TV. Hãy chia sẻ cảm nhận của các bạn ở bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Và nhớ đừng quên nhấn đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức bóng đá mới nhất nào đến từ bóng đá 24 giờ TV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.